Sau đây em xin test con đầu cối telephone Ken 212 trước khi em đóng gói và gửi cho anh nhé. Em xin nói trước một chút xíu là cái phím bấm này là cấu tạo là bấm từ hướng trên xuống chứ không phải bấm từ trước ra sau. Anh lưu ý nhé, cái này là bấm từ trên, để tay trên này bấm xuống. Và cái nút volume này là nút nguồn luôn. Mình tắt nhưng mà đã tắt nguồn luôn. Đấy, mình mở nguồn lên đây. Đấy, mở nguồn lên đây. Đấy. Bên này mình bấm nhé, bấm từ trên xuống nhé. Đây là phím nguồn nhé, tắt nguồn. Ok, thế nhé.